Đội chúng tôi đã có thời gian coi hai đội trước chơi rồi, cho nên là không còn ngây thơ như vậy đâu. Thay đổi chứ, em tin như vậy. Rồi sẵn sàng chưa? Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Rồi một pha sút cái rồi. Wow, 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 múc lại đi anh Tiến ơi. Hả? Tại sao? Cái sẻ này lợi thế, cái sẻ lợi thế. Múc lại đi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Tiến đi em múc lại mấy cái wow wow vậy là không có gì đâu. Đúng rồi. Anh em mình phải rút kinh nghiệm. Quá trời quá. Hồi nãy tới 8 cục lần á. Wow, 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 wow. Trời 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 trời, dữ vậy. Cái wow sao lại không đánh khác rồi. Phá đâu rồi? Đây đây em, đây em đây. Cái đầu em đâu? Em đang ở dưới đây đây, đầu đây. Đầu đây đó. Đây đây. Để em, để em cái đầu đừng em nhúc nhích gì hết. Đừng nhúc nhích gì hết. Đầu em ở khoảng nách anh đó. Hay quá. Trời ơi. Từ từ nha. Vô chưa, vô chưa? Từ từ nha. Rồi rồi đúng rồi, vô vô. Từ từ nha. Không lên khó. Từ từ nha. Không lên khó. Vô 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 vô. Em thấy nó rớt vào vai rồi. Thề đi, thằng không nói nó không thấy thề đi. Thề, thề luôn á. Wow. Trên vai đó mà. Wow, wow. Trời ơi. Wow, phá đâu ơi, phá. Đây, đây, em đây, em đây. Phá đâu, phá đâu. Đây, 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 đây. Quá trời luôn. Đây, 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 nha. Em xuống, 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 xuống. Em lại, em lại. Ngồi em, ngồi em. Đúng rồi, trái, trái, trái. Vô, 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 vô. Rồi, rồi, rồi. Đây. Wow. Từ từ quá, từ từ quá. Tính đến múc qua trời quá làm hư bột cái đường hết trơn. Ok chưa ba? Bắp xào tôm. Anh ăn xào tôm nha ba. Wow, wow, wow. Wow. Ôi, ôi, wow, wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, chơi vậy cũng được luôn hả? Thôi, thôi. Trời ơi, dữ vậy. Nó kìa, cái lòng trong kia kìa. Thôi. Đây, đây, em đi, em đi. Em lại ở nách anh đó. Ờ. Cứ dưới nách nha. Rồi. Được chưa, được chưa? Sao nó chưa thấy đụng vào đầu em đấy? Rồi, rồi, rồi. Bây giờ cứ đụng vào là gõ ba cái nha. Rồi, đổi, 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 đổi. Em chưa đổ mà. Đổ sao đi rồi. Đổ đi coi. Lắm vô khóa còn dính một miếng trên tôm kìa. Em không tin chị đâu. Em không tin chị đâu. Thấy chưa? Hồi nãy là em đưa cái đầu vô là ngay nách anh đúng không? Đúng rồi, đúng anh rồi. Anh thấp hơn xíu anh đưa cái đầu là ngay cái đầu gối em nha. Cầm dài cái cây sẻn ra nào. Dài nữa, dài nữa. Rồi. Đó. Hay quá ta. Ô, có. Có. Mấy tiếng vào cái gian lận quá. Ủa trời ơi. Wow. Trời ơi. Muốn cái gì mà kỳ vậy? Anh ở đâu? Đây, 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 anh đây, anh đây. Chết với em. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đâu rồi? Đây, đây nè. Đâu, đây. Đâu, đâu? Nè, cái đầu nè. Đó, đó, thấy cái đầu không? Đầu, đầu, đây, đúng rồi. Cái đầu đó. Đập mạnh lên, mạnh lên, đập mạnh lên. Mạnh lên mới xuống được. Ok chưa? Rồi, rồi, rồi. Ok, ok, rồi, rồi. Xuống ra, xuống ra. Khoa thấy đường không? Khoa em thấy đường đúng không? Không. Chơi trung thực nha. Em không thấy một cái gì hết. Tính ra như anh tính coi mà dễ đổ vô cái thùng nó hơn nè. Người ta nói mình thấy đường hay không tức là phát đó mình múc rất được nhiều. Đúng, 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 đúng. Đúng rồi, với phát này em múc vô mà chưa có nghe qua qua gì hết nha. Cây muỗng đó. Cây ơi. Anh đây nè Khoa ơi. Cây muỗng đó. Hay quá Khoa. Xuất sắc Khoa. Cây muỗng. Khoa nè Khoa. Nè cái đầu anh nè. Hay quá. Trời ơi. Ok chưa ta? Ok rồi. Vô phát này nghỉ chơi luôn nè. Cái muỗng nó nặng lắm. Kéo cái quá Khoa xuống nữa. Không có gì sai được. Không thấy gì hết mà. Cố lên coi. Phát đó là nghỉ chơi rồi. Anh nghĩ kỳ này là mình múc hết nửa cái thùng bông gòn đó đâu ta. Xong chưa, xong chưa? Thôi. Đây, đây 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 đang vô đang vô. Ừ bình tĩnh thôi, đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây, thấy không? Thấy không? Thấy không? Anh à, tình cảm quá. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Ok ha. Tao nếm, em nếm thử coi vừa miệng chưa? Rồi ok ok rồi. Trời ơi. Đang múc hả Khoa? Em đang tới đây. Ừ. Thấy cái đầu không? Thấy cái đầu này không? Đâu rồi? Đây, đây, cái đầu đây, đây, cái đầu đây. Đầu này. Thấy không? Thấy không?
Ok. Hết giờ. À, trời, hết giờ phải để cho đủ chứ. Trời ơi. Đi, rồi xong. Mời cái này nó nặng lắm. Đồ em thắng rồi. Đây, chắc chắn là hơn con số 10. Một wow. Nuôi. Một nuôi. Phải vậy chứ. Như vậy là đội chúng ta là đội thắng. Lâm Tử Dạ và Vĩnh Râu xin mời. Đây, mời đeo vô. Ê, sao mình ngu quá ta, mình mở mắt trước đã, mình đội nón rồi, sao mình tính tước. Ờ, ha, ngu thiệt chứ. Cái này cái dây nó không có được ngon nè. Rồi vô rồi đó. Dạ, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trong một phút, thưa quý vị, chúng ta sẽ chia ra làm hai. Mỗi thành viên sẽ có 30 giây để múc. Sẵn sàng chưa? Nhưng mà phải nói để em biết em có đúng hay không. Thì đúng, ai nói đúng, gì nói đúng. Có thấy là nghe, bạn nghe. Có quyền được nói. Chỉ có điều là bạn không thấy gì để nói thôi. Nghe cái giọng em ở đâu là cách trên cái giọng em khoảng 3 phân là thả vô. 30 giây dành cho riêng Dạ và 30 giây dành cho cả Vinh Râu. Chuẩn bị, bắt đầu. Có chưa, có chưa? Trời ơi. Bỏ vào cái tô của mình đó chứ. À, bỏ vào Vinh Râu. Đáp có cái gì đâu, múc lại đi. Alo chưa tới, cái tới. Gì mà đổi vậy? Tới là lên nha. À, trời ơi, số. Tới là lên. Rồi bỏ đi. Tới là lên. Không được giờ. Không có được rồi. Lấy cái dĩa làm cái, lấy cái nĩa làm cái tay, lấy cái đũa làm cái tay, hiểu không? Lên. Tới chưa? Tới chưa? Thả đi. Có cái gì đâu mà có chưa? Có chưa? Rồi. Xong chưa? Chưa luôn. Rồi đổ vô. Vinh cúi xuống. Cúi chứ phải là thấp. Cuối cái đạo đó, rồi đổ vô. Rồi, đổ vô. Trời, giỏi quá. Tiếp tục. Yeah. Hay quá. Ủa nó không ra vậy? Thấy vậy? Cái đó đâu? Rồi, sẵn dưới luôn nè. Rồi, cái thùng trước chị mặt ơi, rồi. Chị ơi, nếu chị không ngại. Nếu chị không ngại chị tới chị la lên em lấy cái đầu em cả vô nha. Vinh ơi, chị tới với em đây. Vinh ơi, chị tới với em đây. Rồi. Vinh ơi, làm sao mà chị muốn không trúng được. Em lấy cái đầu em cả vô. Yeah, ok. Em lấy cái đầu cả vô. Em lấy đầu cả vô nè. Rồi, Vinh. Rồi, cẩn thận. Vô nè, vô nè. Cẩn thận. Đổ đi. Từ từ, cái đầu em đâu? Đây. Đây rồi. Dính. Rồi, một tư thế một. Chị vũ lại cái nó có dính cho cái muỗng không? Vũ lại cái nó có dính cho cái muỗng không? Rồi. Trời ơi. Thẳng. Rồi. Có cảm giác như có gì nó rớt xuống rồi đó. Ok. Chị ơi. Chị cứ tới chị la lên nha, em quấy cho. Em quấy cho chị quá. Vinh ơi, chị tới với em đi. Rồi, em quấy rồi. Chị đem vòng lòng tới cho em đi. Em quấy rồi. Ok, em rồi. Trời ơi, em dẫn đầu lên nha. Rồi, chị nhìn là chị biết mà. Ok. Xong chưa? Ok, tới chị nữa đúng không? Rồi. Cẩn thận nè. Yeah. Rồi, đổi Vinh qua múc. Game này chị dạ tỏa sáng chị ơi. Đổi hả? Đây. Hay quá trời ơi, hay quá. Tới rồi, mình cặp nhau mà. Đây, cái mũ đây. Rồi. Ngứa con mắt quá. Chị đứng đâu được. Đây. Rồi, tới rồi. Rồi, múc. Em thấy chị chưa Vinh ơi, em múc được chưa? Có rồi. Ok. Vô chưa? Sao nó quá trời luôn. Wow. Ok. Rồi, mình đang đổ vào thùng nè. Chị đổ vô cái thùng nè. Rồi. Gắn lên. Chị ơi, chị nghiêng đúng như cái cần cẩu á chị. Sao này có hạt cơm rớt vào đây ta? Vinh ơi, em được chứ Vinh, lâu quá vậy Vinh. Rồi. Đang qua nè. Chị đợi em lâu quá Vinh ơi. Em ơi. Chị đây. Tới sớm quá vậy. Rồi, ôm luôn đi. Wow. Chưa cho đổi đây. Giỏi quá đâu ơi. Đổ vô. Vinh giỏi quá. Rồi, em đi tiếp nha. Chuyến này chuyến mang.
Hay quá, hay quá. Vinh ơi, em xong chưa Vinh ơi? Lâu quá Vinh ơi. Chưa có trò chơi nào. Chị thấy nhàn hạ như trò này. Chị đây, chị đây, chị đây. Rồi, rồi, rồi. Em thấy cái này nó bắt đầu nó có lý rồi đó chị. Ok em. Vô. Em có kinh nghiệm rồi. Em có kinh nghiệm rồi chị ơi. Chị cũng vậy. Đó. Vũ vũ cái mũ, vũ vũ cái mũ. Rồi rồi. Lẹ lẹ Vinh ơi, sắp hết giờ. Mua với con này. Rồi. Dữ vậy? Trời ơi, quá trời luôn. Cả Như chị đây, chị đây, chị đây. Ê, coi chừng cái này nha, người ta nói quá trời luôn đó. Coi chừng. Vũ, vũ, vũ cho cả. Vũ rồi, vũ rồi. Rồi. Đếm đi anh. Hết chưa? Rồi. Yeah. Mời mở mắt nè. Trời, chắc là đội mình thu hoạch được nhiều lắm đây. Ủa? Thưa quý vị, có một cái cục này là dính trên cái vai rớt xuống không tính. Và như vậy các bạn rất xuất sắc, mang về được 1, 2, 3, 4, 5 cục bông gòn. Trong 5 cục này là mấy cục của ai, mấy cục của ai? 5 cục này thì tất cả là của Vinh. Nói chơi chứ. À, tất cả là của Dạ. Mà thôi, của ai thì về nhà coi tivi đi. Coi những lúc mà trên muỗng nó không có bông mặt tự tin lắm. Vinh ơi, em đợi cho Vinh lâu quá vậy Vinh. Rồi, rồi, rồi. Đang nè, đang nè, đang qua nè. Đang qua nè. Chị đợi em lâu quá Vinh ơi. 20:03 tối nhật trên HTV7. Tự coi, tự đánh giá mình.